chưa mang đeo chưa mua vàng em chưa đeo đeo trong vàng nhé. Anh làm được. Được hay là mỗi tội là lâu công thôi. Anh em có nhận không không? Nếu anh không có đủ cuộc sống rồi á, anh này làm. Nhất thì cái đó rồi. Đúng chưa? Nếu mà nhất, nếu mà ta làm được và đủ sống, ta làm được lâu được với anh. Thế là làm đầy rồi, cũng như nào? Làm cái này nó tỉ mỉ hơn. Làm cái bức tranh nó cũng thực ra cái công nó cũng như này. Nhưng mà nếu mà làm một bức tranh lớn á thì nó sẽ là cái đồ á. Bạn lại về đi. Nó nhanh hơn. Cái đồ kìa về. Anh này dễ quá, anh em này nó sẽ lấy nhà lên nha. Cái này mới gọi là cái nhất này.